Xin chào các bạn đến video clip thứ 6 trong loạt bài hướng dẫn sử dụng Cheat Engineer và ứng dụng vòng AutoIT. Ở video clip thứ 5 lần trước, chúng ta đã kết thúc ở việc giải được step 6 của Cheat Engineer sử dụng AutoIT. Và trong video clip này, chúng ta sẽ ứng dụng những gì đã học được vào trong code AutoIT. Ở trong video clip thứ 5, có một số kiến thức cơ bản của ngôn ngữ Assembler. Tuy nhiên, do chúng ta hầu hết ở đây là những coder AutoIT không rành về Assembler, có thể các bạn sẽ nhập nhằng và khó hiểu. Tuy nhiên, mục tiêu chính là các bạn giải được step 6, hiểu được chúng ta cần phải làm những cái gì. Còn những khái niệm cơ bản của Assembler các bạn có thể từ từ hiểu. Nếu mình càng nói thì sẽ càng rối. Thì mình biết. Rồi, ok, thì vấn đề còn lại là chúng ta ứng dụng cái này vào trong AutoIT như thế nào, tức là chúng ta đọc một pointer trong AutoIT như thế nào, bởi vì ở đây nó không đơn thuần chỉ là một cái địa chỉ trực tiếp để các bạn đọc nữa, mà nó phải qua một cái pointer. Thì cái này thực sự cũng không khó lắm, nếu như các bạn đã hiểu rõ được bản chất của nó. Mình thì mình hiểu đủ làm, cho nên là mình thì làm được, sẽ không nói được, nhưng mình sẽ chỉ cho các bạn là trong AutoIT chúng ta sẽ làm như thế nào. Càng lúc nó càng phức tạp rồi. Ok, mình sẽ cố gắng trình bày dễ nhất. Thì có thể đến một lúc nào đó mình sẽ thực hiện lại video clip này, với mình cảm thấy nó cũng không đủ rõ ràng lắm. Mình hy vọng là các bạn xem đi xem lại nhiều lần clip và sẽ hiểu. Rồi những cái này chúng ta không cần nữa, không cần luôn. Chúng ta sẽ nói sau. Rồi, trước tiên là chúng ta cần thiết kế lại cái giao diện Windows 5 Pointer. Ok, mình nghĩ chắc là nếu các bạn xem clip nhiều lần các bạn sẽ hiểu được thôi. Bởi vì bản thân mình cũng không thể hiểu được khi lần đầu tiên mình xem cái clip hướng dẫn bằng tiếng Anh trên YouTube. Mình phải xem rồi làm tự bản thân mình làm lại nhiều lần, sau đó xem rồi lại xem, sau đó mình mới hiểu, chứ cũng không phải hiểu ngay lần đầu tiên. Là mình nghĩ nếu các bạn xem lần một lần hai các bạn sẽ hiểu ngay thôi. À đây rồi, lâu rồi. Mình sẽ làm thêm một cái step 6 nữa. Cái này càng ngày nó càng hết chỗ rồi. Rồi cái này sẽ là step 6. Mình sửa lại một tí nữa. Này nó không có step 1 trong này đâu. Nó sẽ có step 2. Phải chấm phải và 3. Rồi vậy đi, rõ rồi đó. Rồi, ở step này để xem các bạn cần cái gì. Step này để hiểu rõ cái pointer. Để hiểu rõ cái pointer này các bạn cần một cái label. Cái này mình sẽ để chữ là pointer luôn. Cái khó làm sao các bạn mô tả cái pointer cho AutoIT nó hiểu. Và cũng không khó, mình có một số cách sẽ áp dụng lại. Thực ra có rất nhiều cách để các bạn mô tả cái pointer cho code AutoIT hiểu, tuy nhiên ở đây mình sẽ dùng cách mà mình hay dùng nhất. Các bạn có thể cần, các bạn sẽ tìm hiểu, tự nghiên cứu ra một cách mới linh hoạt hơn nhé. Bởi vì mỗi một cách nó sẽ tương ứng với lại cái giải thuật mà bạn đang áp dụng cho ô tô. Không có cái nào tốt nhất cả, chỉ có những cái nào hợp nhất thôi. Pointer. Rồi cứ như vậy thôi, mình sẽ cập nhật sau. Ở đây thêm một cái nút nữa. Này ở đây. Trên. Rồi. Input
step 6 trên tu cũng giống như cái trước thôi. Ở đây sẽ có một cái value label step 6 value, rồi thế thôi. Rồi, thêm cái nút nữa. Mình cần một cái nút. Bên này đi. Rồi, cái này sẽ là button trên step 6 trên to. Caption sẽ là trên tu. Còn thêm một cái checkbox nữa để mà checkbox tương tác với checkbox là phiền, chứ không có dễ. Check mình xem là tên gì, checkbox ch ch step 6 fees. Đây sẽ là caption sẽ là fees. Rồi cái này để đóng băng lại cái gì cái vùng đấy. Cái này mình cho nó dài ra, mình không biết nó bao nhiêu. Rồi tạm như vậy, ta sẽ lấy code. Window của đa vui. Rồi, ok. Rồi, tiếp 6 đây rồi, ok. Ta sẽ thực hiện kết nối và hiệu chỉnh GUI nhé. Đầu tiên là cần phải tăng phiên bản lên 4 chấm Coda, thì để đây chúng ta mình xem cái control input trên tu đây. Tiếp sau trên tu không ta. Đã có trên tôi rồi. Tiếp theo là pointer nữa. Chân h. Đây o. Xong. Input. Nó có một cái nữa là pointer. John Hack. Rồi. Input hai cái input ok input. Bây giờ tới cái label này và checkbox này button này xong nhá. Label
Label, label, step sau rồi em người chắc không cần kiểm tra đâu, người ta cái button lại ở bài sau chúng ta phải cần, sau chúng ta phải cần nâng cấp cái giao diện rồi vì không còn chỗ cho step 7, 8 và 9 nữa. Step 6. Relay O. Cái nút relay O đấy trong số trường hợp nó cực kỳ nguy hiểm, các bạn phải biết chắc là bạn nên làm gì các bạn mới relay O nhé. Bởi vì cái relay O đấy khi các bạn không chắc bạn bấm thì thấy nó chạy rất là đẹp, code bấm lên lần đầu cũng rất là ok. Ở đấy mình vừa mới nhắc không relay O trong chỗ này nhé, cái này không phải là chỗ relay O. Nếu các bạn relay O sai chỗ thì cái chương trình của bạn sẽ hỏng và có khả năng các bạn phải code lại từ đầu vì các bạn hoàn toàn mất dấu. Trong lập trình kỳ nhất là các bạn không biết mình đang sai chỗ nào. Đây. Set tên to, đây mình sẽ gọi cái mình tạo cái hàm đấy luôn. Đấy, lỗi đây. À, thiếu chữ E. Rồi, sửa đây luôn. Right. Không rồi. À, chúng ta làm sai chỗ nào đấy mà chúng ta không biết. Không thật. À đây. Cái bộ debug của AutoIT mình cảm thấy là dạo này nó không có được chuẩn như hồi xưa nữa. Hay cũng có thể là do cái add-on của Grab. What? À. Có lẽ mình phải sửa ngay. Button. Rồi. Xin rồi. Ok, còn tới cái checkbox nữa thôi. Box step 6 quiz box on click cái này ở đây. Rồi để xem chatbot này có hoạt động hay không. True, true là chết, fail là không chết. Rồi cái nó đã hoạt động. Rồi
Chúng ta đã xong, bây giờ chúng ta thiết kế những cái hàm ở đây. Đầu tiên là chúng ta cần biết xem là cái hàm đọc này nó có hoạt động hay không. Tutorial bước 6 skip 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 sau đây chúng ta rồi các bạn có đây 100% như cũ rồi. Chúng ta còn biết hoạt động hay không bằng cách là mở cái này lên, chúng ta thực hiện step 6 load address, step 6 address trên tu à không trên tour red red oh ok chúng ta xem function red and fun cũng thực ra cũng tương tự thôi, các bạn có thể copy cái chỗ này lên đây, các bạn sửa lại một tí. Thứ nhất là step 6 data type, chúng ta ở đây không có data type, chúng ta không cần cái này. Address chúng ta sẽ có step 6 pointer target read cái này data type, chúng ta mặc định nó đi, sau đó sẽ là label step 6 value set. Rồi, đó là tạm như vậy. Xem nó chạy không nhé. Trăm à. Là đúng, mình chúng ta chưa có làm đây. Chúng ta lấy địa chỉ trực tiếp của nó. Không ít. Đọc trăm. Các bạn có thể thử đọc giá trị của cái đọc giá trị của cái pointer này. Để sửa lại cái này nhé. Rồi, chúng ta đọc đây, đọc giá trị của address. Các bạn thấy ở đây nó là ở dạng này nó là số, này là số decimal, còn đây là, số hex nhé. Đây 254 rồi. Có lẽ mình sẽ làm một cái cơ chế đổi từ hex sang value ở đây cho trên GUI luôn cho các bạn thấy. Rồi mình sẽ làm một cái nút try. Ok, nếu vậy chúng ta sẽ làm một cái thay đổi nhỏ. Low. Và mình đây là tính năng mình chỉ làm thêm thôi, bởi vì mình nghĩ là trong trong Auto IT không không trong trong Auto Game không cần tới cái tính năng mình sắp làm, nhưng mình cũng sẽ làm thẳng luôn. Có so hand có gì không? Thôi được, ok, như thế này vậy. Rồi. Color blue bon là vậy đi. Rồi vậy nhá, chính lấy code copy vui mình coda rồi cái này lít được nhá. Rồi lít khi lít này thì mình sẽ đổi giá trị của nó đọc thành từ hex sang decimal, cứ lít lít như vậy sẽ đổi như vậy. Chúng ta cần bắt sự kiện lít trên cái này, lít trên cái này thì nó là label. Chúng ta sẽ đi vào trong cái file label, file label cái này click đây, còn lít đây thì mình sẽ làm một cái gọi là step 6 value file bằng fail not là mình đi value value để mình xem. Đầu tiên nó là đầu tiên nó sẽ là value head head đi ha, vậy đi value head
Khi hết là hết, tức là ý là step 6 value là hết sẽ bằng not cái này. Thì mặc định mình sẽ cho cái biến này nó dạng global. À, không cần cái này. Cần không ta? Global đi. Rồi, nó là global, các bạn cần khai báo biến nó ở chỗ file global var. Này sẽ là global bằng true. True chứ. Rồi, nó là true. Cái này xong nhá. Cái này mình sẽ đưa vào trong cái để cho các bạn thấy cái này ít xài nhưng mình sẽ đưa vào. Rồi, cái này mình sẽ bật cái này lên một tí. Các bạn thấy đây nó ra là true nhá, click vào. Đó. Ồ, để mình xem lại. Global hết. Not hết. Tiếp sau. Có gì đó sai à? Để mình thử lại nhé. Global true. Được rồi, ok. Và thấy đây là true nhé. Click vào nó fail, click vào nó fail. Đây mình click nhé. Click vào nó fail, fail. Bạn thấy không? Đây là mỗi lần các bạn đổi thì sẽ dựa vào biến này. Chúng ta sẽ hiển thị dữ liệu ở đây. Đây chúng ta quay lại đây. Step 1 cho step 6. Chúng ta lấy lại cái chỗ này. Style. Ở đây. Mặc định ở đây. Step 6 data type. Mặc định ở đây mình sẽ là không phải mặc định ở đây mà là cái hit ở đây. Mặc định khi cái này trả về nó sẽ là ở dạng decimal, vậy nhớ mình if 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 cái này nè. Nếu như cái này nó là hết thì cái hit chỗ này mình sẽ đổi lại thành là data nhé. Để nó dễ hiểu, cái data này sẽ bằng hết của cái data này. Hết hết này thì mình sẽ thực ra cũng không cần à thôi, hết đi cho các bạn dễ nhìn. Hết hết này thì mình cho hết cái hàm này xài thế nào. Hết thì trong trong bộ nhớ mình đang xài ở đây là 8, thường thường là 8 64 32 bit thì nó sẽ 8 số, là 8 số. Rồi. Rồi chạy thử nha. Ồ, sai à. Ít à. Tiểu đen. Rồi. Đây, các bạn thấy ở đây nó là đang thì ở dạng số hết rồi. Giống như trong cái này. Gần đây cho bạn thấy nhé. Nó là đây luôn. 1864 các bạn chuyển sang đây, đây nó là bên này, các bạn chuyển sang đây. Ồ, mình xem nào, fail rồi mà nó hết luôn hết à, bằng 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 true đúng rồi mà ta. Mình thử nhé. If hết step 6 à. Chuyện gì thế nhỉ? Fail. Nó không có tác dụng à. Để mình xem lại sai chỗ nào nhé. If là bằng hết data. If if night set
set, cái này sẽ là show get móc với lại second như là mình đang chạy. Label đang true, thấy nó đang true ở đây. Cái này là tắt xem, tắt thì nó ngưng rồi, sao nó không cập nhật cái này lại nhỉ, lạ nhỉ. Lạ nhỉ, lạ nhỉ, mới phải cập nhật lại chứ. Mình xem bit no set data một cái gì. Tí mình đang đi bắt lỗi xem tại sao nó lại một hai. Lại gì sau này được gọi ta if ba là hai đi ba set value một hai. Lúc nào cũng được gọi à. Lạ nhỉ. Nói chu chu theo theo chưa hết thì tại sao nó lại hai hai ba theo ba theo ba à à mình hiểu rồi. Có thể là nó là như thế này, nghĩa là nó vì do các bạn ở đây. Mình thử xem phải không nhé. Đây. Ok, mình hiểu tại sao nó là như vậy rồi. Nó là thế này. Khi các bạn để cái ký tự không x ở đây và đưa xuống dưới này
thì AutoIT nó tự chuyển, nó tự hiểu đây là số head, sau đó nó đưa vào một phép tính toán nào đấy, nó lại chuyển số đấy thành số decimal. Cho nên không, mình cũng không biết tại sao nó bị như vậy. Ok, nhưng mà cơ bản là nó khi mất cái này ở đây thì nó sẽ không 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 còn cái hiệu ứng như thế nữa. Thì các bạn thử ở đây, bỏ hiệu ứng đó ở đây xem. Có rất nhiều lỗi, mình không biết tại sao nó bị lỗi và khi mình sửa thì nó không còn. À, đây đây đây, đây chính là cái này mình sẽ sửa lại. Ở đây là như vậy, là hết thì sẽ như vậy. Thử xem nhé, mình cũng không biết tại sao này có cái lỗi này, lâu tôi IT nó tự động hiểu. Rồi, nó là như vậy. Cũng vậy à? Lại gì? Ok, các bạn đợi một tí, mình sẽ tìm ra nguyên nhân. Rất là lạ. Ok, có lẽ mình sẽ tạm bỏ cái này. Hy vọng mình sẽ tìm ra được lý do. À, cũng có thể các bạn sẽ là người tìm ra lý do. Đến ngay đây khi các bạn đang xem video clip này, các bạn đã biết lý do tại sao, còn mình thì không biết. Nhưng mà sẽ không đi sâu vào vấn đề này. Mình sẽ dừng lại ở đây. Các bạn có thể chuyển đổi số head, số decimal ở đây. À, rồi, các bạn có thể ở đây get, get data. Thì chỗ này chúng ta quy định luôn nó là đọc monster bằng không nha. Rồi, khi các bạn đọc tới đây, các bạn sẽ có được cái thứ nhất là cái giá trị bên trong cái pointer đấy. Các bạn làm thêm một bước nữa, local data 1 đi ha. Rồi các bạn thêm một cái nữa, local data 2. Này chưa phải, chưa phải. Rồi, rồi tầm một read, read này nó sẽ ra ra là decimal, cho nên là không ít nối với cái này, nối cái này data 2 nó sẽ bằng. Rồi, đây sẽ là bằng. Rồi, data 2. Data 2. Rồi, mình hy vọng nó sẽ đúng. Ok, là như vậy. Rồi, đây là hai 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 cái nhé, bởi vì rồi mình thử xem nó hoạt động không, mình sẽ nói lại. Ồ, có vẻ như nó không đúng rồi. Xem nhé. Xem. À, chỗ này phải là data 1, data 1 sẽ bằng head, data 1 nói như cái này đây. Đúng rồi, đúng không nhỉ? Rồi, đúng rồi. Ok, mình sẽ giải thích các bạn là tại sao lại có cái chỗ này như vậy. Vì thứ nhất, khi các bạn đọc, để mình nói một cách rồi nhé. Rồi, khi các bạn lấy địa chỉ get ở đây, các bạn lấy ở đây, các bạn đọc lần thứ nhất, nó sẽ ra cái địa chỉ, nó sẽ ra cái địa chỉ phía chỗ này là cái 01842398 ở đây. Sau đó các bạn đọc tiếp một lần cái địa chỉ này nữa,
bạn chuyển sang sang khi bạn đọc tên nó ra số decimal. Ok, sẽ ra đây là mã thập phân, là mã decimal đấy, 10 hệ hệ 10 ký tự đấy. Một phân thì bạn làm một bước chuyển thành số hash, các bạn thêm cái ký tự ở chỗ đầu nó sẽ thành một cái địa chỉ address giống như chỗ này. Thì chỗ này nó sẽ thành là, chỗ này nó sẽ thành là trong chip engineer đây, nó thành là thành con số này đây đấy, thành con số này của các bạn. Thì thành con số này các bạn dùng đem số này ở đây gán vô trong đây là một và đọc một lần nữa thì nó sẽ ra giá trị bên trong nó, và các bạn có thể chuyển đổi thành dạng head và dạng decimal các bạn như mình làm vừa rồi. Đây chính là cái đọc pointer đấy, pointer các bạn có thể mở tutorial lên, các bạn change value, các bạn thấy nó thay đổi theo như các bạn ở để dạng số head, bạn thấy đây nó sẽ là 165, 165 giống y trong đấy luôn, không khác. Đây là vấn đề bạn đọc đọc một pointer trong AutoAT. Vấn đề còn lại là các bạn đổi nó thành số 5000 như thế nào đối với cái pointer, thực ra mình cũng sẽ ghi thôi. Tuy nhiên ghi như thế nào, thì mình nghĩ là mình thử xem, thực ra mình cũng đã quên mất là sẽ ghi pointer như thế nào rồi. Đây mình sẽ trên tool, cái này mình chắc chắn là chỗ này đây là như cũ. Đây là data 2 cũng giống cái kia rồi. Write return write. Write new value ở đây sẽ là new value sẽ là tab tab 6 new value, mình nhớ nó tên gì, boot chân tu, boot chân tu rồi new value rồi xong. Mình nghĩ như vậy chắc cũng sẽ hoạt động, mình thử thôi, mình cũng không chắc. Chân số, chân số 5000 tutorial gentle chạy không nhỉ, nó không có tác dụng gentle. Mình xem data 2 chỗ này, cũng cần phải, cũng cần phải đổi luôn là data 2 sẽ bằng head, cũng phải đổi thành số head luôn nó mới hiểu dưới này được, vì đang ở dạng decimal rồi. Sẽ chuyển tu được không, cũng không được à. Xem không được, hết decimal data 2 new value right, xem là cái gì ở đây nhé. Mình đang cần ghi vào cái address, còn cái mình có vừa rồi nó là không phải address mà nó là data. Vậy quá. Như vậy nó sẽ là cái thằng này. Nó sẽ là cái thằng này. Rồi. Đấy, ok, đúng rồi đấy. Rồi, để mình xem. Chưa lên, bởi vì thật sự trên monitor. Rồi thì đúng rồi, nhưng vấn đề là nét vẫn chưa lên, bởi vì yêu cầu thêm một yêu cầu nữa là các bạn phải freeze đóng băng cái thằng này lại thì
đóng băng thế nào thiệt sự mình cũng không nhớ là cốt auto đi đóng băng thế nào, mọi thứ đều đã quá lâu rồi. Để mình xem, đóng băng thế nào. Nếu như đóng băng thì mình cần, thứ nhất là mình cần đưa cái địa chỉ này ra ngoài, trên tour. Mình sẽ làm một cái biến nữa, logo F6, freeze add bằng không, cho mỗi lần một đại bằng không đi, rồi freeze add sẽ bằng data này, rồi này mình sẽ if 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 cái này là nhớ lắm chết bọc if thì chết thì cái đây rồi này sẽ là freeze add sẽ bằng cái get value, đây nó sẽ bằng như vậy. Nếu như mà đang chết thì mình sẽ lưu, mình có thể mình end thêm một cái nữa, end step này khác lớn hơn không để mình bảo đảm ra là cái này đã được cập nhật rồi. Thử nhé, lỗi hả hả lại chữ đẹp rồi. Có lẽ mình sẽ xuống đây cho các bạn dễ nhìn. If rồi xếp 5 5.000, trên tô cái xong free free bấm trên monitor. Không được, mình thật sự cũng không nhớ là free chỉ. Ok, chúng ta sẽ đi làm một cái Google search xem auto IT freeze memory freeze. Free lock memory đây. Để xem họ làm như thế nào thôi. Freeze value. Sao? Freeze value memory read memory write. Memory nên lock lock. Sao mình không hiểu lắm họ đang viết cái gì ở đây. Insert rất là khó đọc. Freeze memory set values. Mình không nghĩ là cái này nó tốt, mình muốn đi xem một số hàm khác trước khi mình thử cái hàm này. Explain nè. Ok, mình xem bên này xem cái này gì đây. Chà, cái này khó đọc thế.
Ok, nó bảo free thì cái cần exit lock tạo một vòng lặp liên tục. Có lẽ vòng lặp của tớ ở đây không đủ mạnh. Có lẽ vòng lặp của tớ ở đây không đủ mạnh. Sleep một thôi. Mình đang free thì ok. Nào, mình sẽ tăng cái này lên một để xem nó đủ mạnh không. Ok, để xem. Đã có 392 ở đây. Ông chain freeze. Chain 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 tụ free. Chain tụ free. Ok, cũng không phải là vấn đề. Để mình xem vòng lặp không phải là vấn đề. Cho nó bằng cái eo sao? Mình muốn giảm tải cái vòng lặp này. Please. Bỏ cái này đi. Sao bỏ luôn. Nè đây. Nè thì cần. Để thử lại nhé. Được rồi đấy. Xin tôi được rồi. À, mình nhớ là không phải lý do mà mình không không phải lý do mà không được, mà vì trên Win 7 này khi chạy một hồi thì cái tutorial nó bị treo, và khi công tạo freeze liền nó cũng bị treo mà mình quên mất. Không phải là của mình không có tác dụng, không đủ mạnh, mà là do nó đang freeze đấy. Lại nhá. Các bạn thấy ở đây. Rồi các bạn thấy ở đây nha. Có đợi một tí. Cần phải kiên nhẫn một tí. Rồi, ở đây các bạn gentle freeze gentle. Rồi các bạn bấm change pointer. Come on. Gentle. Đây thì ra là có thể đúng rồi, mình chưa đủ mạnh vì nó không hiệu quả lắm, nhưng tuy nhiên đây là cách mà của bạn thực hiện bài giải này. Và trong 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 lập trình ô tô thì mình thấy không 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 có trường hợp nào các bạn cần phải đóng băng cái vùng vùng nhớ này cả, nên là đó là lý do là sao mình cũng chưa tìm được giải thuật nào mà tối ưu cho cái vấn đề này. Nhưng đây là một cách các bạn có thể giải được cái bài step step 6 này bằng ô tô AT. Tạm như vậy. Trong video clip này có một cái mình vẫn còn còn thiếu sót, đó là cho các bạn hiểu thực sự, cho các bạn nói một cách rõ ràng cho các bạn hiểu thế nào là pointer, và đưa ra được những cái minh họa tốt nhất. Tuy nhiên, nghĩ các bạn cố gắng xem lại clip này một vài lần để xem có hiểu hay không, và ít nhất các bạn cũng sẽ làm được như mình đã làm trong clip, tức là dùng cheat engineer để qua được step 6 và ứng dụng vào được trong cái cheater của riêng bạn, và các bạn ứng dụng vào đây. Và nếu trong trường hợp các bạn làm được nhưng mà không hiểu được thì cũng đừng lo lắng, bởi vì đó là chuyện bình thường trong lập trình, các bạn có thể làm được và hiểu sau. Và mình ở và ở bài sau có một bài khác cũng về pointer và là nâng cao của pointer nữa. Mình hy vọng rằng bài đấy mình sẽ nói cho các bạn được rõ ràng hơn. Từ đây đến đấy mình sẽ suy nghĩ một cách nào đấy để trình bày được rõ ràng hơn. Còn bây giờ chỉ tạm như thế thôi. Hy vọng là các bạn qua được step 6. Ok. Chào các bạn.